À, Việt Nam gần 100 triệu dân, mỗi người bỏ ra 5.000 là có gần 500 tỷ mua bản quyền World Cup, mọi người xem rồi. Thôi mày bớt điên đi mày ơi. Cái chuyện mà mua bản quyền là chuyện của công ty chủ quản, người ta cảm thấy làm ăn lời thì người ta mua, làm ăn lỗ người ta không mua thôi, mấy chuyện còn cái cô gì. Ô nhẩm lông thiệt chứ. Ủa ngồi chia cho đầu giờ đầu đầu người. Ủa thí dụ như tao có con mới bú sữa mày, mày bắt nó đóng 5.000 mua coi luôn hả? Mày vừa phải thôi. Đúng là cái lý luận này, lý luận cái đầu không có cái sự gọi là mình suy nghĩ cho nó toàn diện vấn đề, nó thiệt hơn. Tất cả đều là business thôi. Đó. Còn cảm thấy dụ như bây giờ nhà đài người ta không đủ tiền người ta mua, bạn vô bạn đi đi một quốc đi, giờ ăn chia nhà đài, tôi là tôi dân dân của đen thôi, nhưng mà tôi hoàn hợp, tôi đứng đây tuyên thệ 90 triệu dân tôi sẽ chi ra hai nhiêu 500 tỷ, ok chi 300 tỷ còn nhiêu nhà đài bù tôi, ông ăn chia 64, đúng không? Thực tế gọi là gì, công bằng bình đẳng, sợ gì quốc luôn. Việt Nam vô được World Cup là tính, không đăng cai được là vô được nghe. Một là mình có hai đường đá, một là mình đi mình đấu vòng vòng nữa mình vô, còn thứ hai là mình đăng cai luôn là mình có vé luôn. Có hai đội được miễn, một là đội đăng cai, thứ hai là cái đội mà vô địch lần trước á. Ủa hồi đó vậy như giờ đương kêu được đá luôn hay gì ta? Hồi xưa là đương kêu vô địch được miễn á, giờ mới có đá không? Việt kiều nên làm gì để giúp đất nước Việt Nam anh bảo vệ hình ảnh Việt Nam trên trường quốc tế, rồi về thăm quê hương đất nước xài tiền nhiều nhiều để gắn kết tình đồng bào, vậy thôi. Tin mới, Ngân hàng Thế giới hôm 29 tháng 7 tuyên bố sẽ không cung cấp thêm các gói tài chính cho Sri Lanka từ khi nước này cải cách sâu rộng về cấu trúc để nền kinh tế. Chứ vỡ nợ thấy mẹ rồi, ai cho mượn tiền nữa ba, chuyện nó đương nhiên rồi, nước nó ngáp rồi. Anh nói nước Sri Lanka mà anh không thấy đường binh luôn mà. Dạ anh, nước Nga nói nó chỉ có mỏ dầu để chơi kinh tế châu Âu thôi hả anh, không phải. Phải dùng luôn là chữ tài nguyên khoáng sản. Tài nguyên khoáng sản gồm có gì đó dùm lum hết. Đá, đồng, xiết, thiết, sắt, niken, ni củng, nói chung là tài nguyên dưới đất á, tài nguyên thô. Đó. Rồi xong rồi bỏ, mấy bạn châu Âu có nhập về, thứ nhất để sẵn để xài, thứ hai là để gia công kiếm thêm mấy em. Giống như giờ đại loại như vậy, mày lụm được cục đá kim cương. Nhưng mà cái nước nghèo á, nó không đủ công nghệ để nó làm kim cương. Hiểu chưa? Thì một là nó phải rủ nhà giàu vô làm kim cương chia đôi. Còn hai là nó bán cái cục kim cương đó đó cho nhà giàu nó về nó mài. Rồi thằng nhà giàu đi nó bán nó lên đội vốn kiếm thêm mấy em. Hiểu chưa? Đó. Mà những nước á mà bán tài nguyên thiên nhiên á thì người ta ghi vô đó là những cái đất nước mà nó đang nằm ở mức độ phát triển vừa phải. Hay nói khác là những đất nước đang phụ thuộc vào tài nguyên thiên nhiên và cái nền kinh tế đó nó khá là bấp bênh. Cái này là kinh tế học nha. Có thể là các bạn cây mũi, các bạn ngồi đó bạn không đồng ý quan điểm với tôi, nhưng ví dụ như Ả Rập Xê Út là móc dầu lên bán thôi, ngoài dầu ra không làm gì. Ngày xưa Venezuela cũng vậy. Ngày xưa một đất nước Venezuela ho ra lửa ở Mỹ Latin cũng vì móc dầu lên bán, nhưng điều hành đất nước sai, giá dầu không ổn định, và bây giờ là kết quả. Tất nhiên mà sao nói Mỹ nó chọt vô thì cái chuyện đó đương nhiên, mẹ đá trên cơm nó chọt phải rồi. Nó vậy thì một cái hành vi mà mình đi mình đá trên cơm của Mỹ á thì xét coi có đúng hay không nữa. Khi mình đá trên cơm nó bụp mình rất là nhiều tiền lệ rồi quý vị. Rất là nhiều tiền lệ, rất là nhiều nước rồi đó. Đá chân cơm của nó trong vụ dầu khí. Tại sao Ả Rập cũng bán tài nguyên dầu nhưng đầu tư xây dựng thành phố là hiện đại trong phút sách sau này? Qua Nga có làm vậy không anh? Nói chung là tình hình Ả Rập Xê Út thì bán dầu nhưng mà yên ổn để làm ăn. Còn giờ Russia thì nó đang bị chiến tranh. Không phải là đi bị chiến tranh mà đi bận quýnh người khác. Nên không yên ổn làm ăn, mà giờ phương Tây nó cấm vận chỗ đó ăn uống kiểu gì nữa. Nếu lấy tài nguyên nó quy ra tiền phát triển cũng ổn mà anh. Đúng một thằng nói mấy thằng không mua ạc comment đúng sờ tô bi luôn. Mày lấy tài nguyên á mày quy ra tiền phát triển cái gì? Chưa kể đất nước mày bị ô nhiễm nữa con. Đúng không? Thí dụ như chẳng qua là dân của mày hiền quá thôi. Nó chứ mày qua bên Na Uy rồi mày quốc cái nên ô nhiễm kiểu đó coi. Bữa sau tự nhiên tên trên phía bầu không còn tên của mình nữa. Tại chẳng qua là em nghèo quá em ăn mì gói em cảm thấy nó ngon. Còn người ta giàu rồi người ta cái chuẩn người ta cao ngất trời ông ơi. Cái đó cái số 1. Rồi cái số 2 nữa, mà bây giờ chỉ cần biết móc tài nguyên lên bán thôi thì mấy cái người khác á, mấy cái người dân trong một đất nước đó người ta làm gì bà? Đi làm công nhân dầu khí hả? Nó không phát triển được cái gì luôn. Rồi chưa kể ngày đẹp trời tự nhiên rớt giá phát một nữa. Trời ơi tao không ngờ mà em giờ được ăn học đàng hoàng mà em có cái quan điểm vậy luôn á. Chết nha em, không giỡn đâu. Mấy bạn có nhìn vô Trung Đông móc dầu lên bán thấy giàu quá.
sao mà không xây cao ốc đó. Nhưng mà em có liếc nhẹ không, mấy em móc dầu lên bán mà dầu toàn là Mỹ chống lưng không đó. Tức là thằng Mỹ chống lưng á thì thứ nhất là nó bảo kê về an ninh, thứ hai á là những lĩnh vực khác là nó vô nó support mày đưa tiền cho nó thôi. Còn điển hình như Venezuela, tại sao dầu không bán được mà tại sao không giàu? Em vẫn thắc mắc sao lúc đầu Nhật cũng có thể lạc hậu như Việt Nam cùng thời điểm mà có thể phát triển thần tốc, còn Việt Nam mình thì phát triển từ từ. Nói chung thì em nói là lạc hậu như Việt Nam đó, em nâng quan điểm hơi quá. Chứ nó hơi cùi cùi để cùi với phương Tây thôi má. Chứ còn mày nói nó như Việt Nam luôn thì hơi lố rồi đó. Rồi sau đó nó mở cửa làm ăn với Mỹ đó ba. Nó mở cửa làm ăn với Mỹ với phương Tây, phương Tây đầu tư vô, ông học hỏi công nghệ đồ. Thì mà thêm với người ta giỏi giỏi cái nữa nó ra vậy đó. Canada là nước duy nhất trong G7 giàu tài nguyên và móc dầu lên bán đúng không anh? Ngoài ra còn được ngành chủ lực không? Dạ ông nội Mỹ móc chúa luôn nội. Ồ Mỹ sản xuất nhất gì thế giới đó con? Ngày 10 triệu thùng. Mà ăn Mỹ nó bị chửi nha, nó sản xuất mà nó bị chửi. Tức là có một phe bên Mỹ nó chống. Nó nói móc bụi bay quá, tao khó thở quá, tao khan rít. Xong rồi giờ chơi năng lượng xanh á. Nhật Hàn làm thuộc địa kiểu mới của Mỹ thì giàu được vậy, có chuyện đó bình thường đâu gì đáng nể. Chừng nào hộ chiếu của mày có mọc đi mày nói câu này được. Nhật Hàn hai nước nó bé xíu bằng lỗ mũi, chưa bằng tỉnh của Trung Quốc. Ông thì động đất núi lửa, ông thì không có miền Bắc, cần phải xem đơ cần cái gì, miền Bắc cần gì phải đến. Trung Quốc ngon hơn nhiều, phong cảnh hữu tình, ai xem phim kiếm hiệp mới hiểu. Nói chung á thì mày đi nước nào kệ mày. Nhưng mà giờ tao mày hỏi mày có mọc có thiên triều chưa? Chứ mày kêu người ta thiên triều mà mày không có mọc nữa nó nhục mắt nhục luôn á con. Đó. Rồi khi mày có mọc của thiên triều rồi đó, mày sinh mọc của hàng kia thế nào mày hiểu à? Còn một cái chặng đường dài nữa dính cái mọc của thiên triều xong rồi đi sinh mọc của Mỹ đế hài lắm em. Fed điều hành kinh tế vĩ mô anh thấy sao? Đẳng cấp nhất hành tinh em. Đâu có nói đẳng cấp nhất hành tinh rồi đó mày dám nói không không? Tại vì sao? Nó là ngân hàng trung ương. Mà ngân hàng của trung ương của một đất nước có nền kinh tế mở lớn nhất thế giới. Thì nó không đẳng cấp nhất hành tinh, nó ai đẳng cấp hơn nó? Vậy cũng hỏi đứa con. Nó cho mày chân chạy bàn thôi, đời mày nửa đời sau không cần phải lo luôn. Chân chạy bàn trong Fed lắm em. Gọi là gì ta? Giống như đi hủy giấy thôi. Mình chưa đến một nơi không có nghĩa là mình không hiểu về nó. Mình không có quyền đưa ra nhận xét về nó. Như anh Duy chưa đến thiên triều lần nào mà phán bên đó nhà hoang, ăn mì tôm, tàu lửa, đọc báo mày. Cái đó có báo chịu nha. Chắc anh nói anh thông qua báo đài thì em cũng vậy thôi ạ. Vậy mày thông qua báo đài nào mà nói Hàn Quốc không có miền Bắc. Mày đưa báo đó ra coi. Có đó báo mỏm mày thì có. Đúng không quý vị? Còn báo nào dám nói Hàn Quốc không có miền Bắc? Mày bớt giỡn đi nha. Trẻ trâu. Vì mấy thằng trẻ trâu này mà cái hình ảnh đất nước mình bị xuống á. Ăn mới chả nói. Ngửa tay xin GDP của người ta gặp mấy thằng trẻ trâu về đốt sách. Sao mà nó sống như vậy được, mày hay vậy ta? Chứ tôi mắc cỡ lắm luôn á. Em không hiểu nữa. Tháng này trước cổng Samsung ngay mẹ rén liền. Sao xạo. Không biết xin chân công nhân mới cho làm không nữa. Anh nói em á. Nó sống đừng có như vậy Lý Châu, mày chẩu tre lắm Lý Châu. Mà cái chẩu tre của mày, mày chẩu lớn quá. Thí dụ như mày chẩu tre cái chuyện nhà mày thôi, ok. Cái chuyện nhà của em chẩu hàng xóm nó điên lên nó qua nó tán một tay mày thôi à. Còn mày là một thằng trẻ trâu, mày lôi đất nước người ta ra mà nói hoài, mày lôi chỗ đó mày nói. Làm vô tình người ta đại diện đâu, mấy thằng thanh niên Việt Nam để quan điểm giống mày hả? Cái đó là cái mất dạy theo anh. Mình sống mình phải biết giữ gìn hình ảnh đất nước quê hương của mình. Và mình phải biết gọi là tôn trọng những dân tộc khác trên thế giới. Họ cũng là một đất nước, họ cũng là dân tộc và họ cũng là sử của họ. Bởi vì miền Bắc của Hàn Quốc là Triều Tiên, ai học địa lý mà không biết khả trời. Ủa vậy sao mày nói Triều Tiên không có miền Nam đi? Cũng cái mỏm của mày thôi à. Em cay cái bọn Hàn Quốc từ lúc dịch qua Việt Nam mình cho ăn ở free, cách ly mà kiểu tụi nó thượng đẳng, chê bánh mì Việt Nam dở. Từ đó em đam không trượt phát nào. Rồi mày có vô nhà muốn liên viên bóng đá mà đam luôn không? Rồi cái câu nói của em nó không đâu đại diện cho bao nhiêu Samsung ở Việt Nam, bao nhiêu công nhân cũng làm trong Samsung, Lotte, LG, rồi bao nhiêu người người ta đang bán những cái hàng đó nữa. Tức là nhân viên Việt Nam mình đang bán cho những cái hàng đó. Người ta đi bảo trì, bảo dưỡng đồ. Người ta nhận đồng lương từ những cái business mà họ mang ra. Trời ơi, trẻ trâu. Trâu vừa thôi con. Sống không biết gì lớn gì nhỏ. Em vậy em thất vọng ghê luôn. Điện thoại hãng nào của Trung Quốc có nhiều tính năng cao cấp với anh? Hỏi ông Lý Châu em. Anh xài điện thoại có mẻo không? Anh không làm điện thoại Trung Quốc nha mấy em. Theo anh Duy nghĩ nếu tất cả những nhân tài lịch sử của thiên triều em như là Quỷ Cốc Tử, Tần Thủy Hoàng, Gia Cát Lượng, Tư Mã Ý, Lưu Bá Ôm sống giờ thời này Trung Quốc liệu có thống nhất thiên hạ không anh? Ủa vậy mà chê chủ tịch hả? Rồi mà chê thủ tướng thiên triều của mày luôn hả? Rồi mà chê mấy ông tổng mấy cái tỉnh lỵ của mày luôn hả?
Trời đất ơi, mày nói này Thiên Triều mà dặn cổ chết tại chỗ con. Mấy cái nước nhỏ nhỏ của mày ngày xưa đó, dân chắc chực mấy chục triệu, hết máu. Giờ dân nước này bự 100 mấy đấy, đúng không? Và tư tưởng một số người được đưa vào trong sách giáo khoa đồ. Theo anh thấy kẹo giờ dữ hơn chứ mày. Mày nói vậy chừng mày phật ý Thiên Triều của mày rồi đó. Má đi châu này, đúng là mấy hàng xích không lương, nó còn mẹ nổ thiệt. Như vậy càng vui vì danh tướng lịch sử Trung Quốc không thiếu, triệu hồi sát thần Bạch Khởi, Tây Sở Bá Dương, Hạng Vũ, Binh Tiên, Hàng Tín, hay thiên hạ đệ nhất thủ thành Tư Mã Ý thì chấp 10 cụ Washington cũng không chống lại. Được. Rồi giờ mày đấu ăn Từ Hiểu Đông đi tính tiếp. Mày kêu mấy cụ của mày dậy, mày múa cái gì mày múa, mày đấu ăn được Từ Hiểu Đông đi. Từ Hiểu Đông đại diện cho Mẻo đó. Đó, đúng không mấy vị? Mặc dù anh ta là người Trung Quốc hay gì đó nhưng mà anh đại diện cho Mẻo rồi đó, mày ăn được một cái người trong thiên triều của mày, cái đồng bào mày đó. Mà đại diện cho Mẻo rồi xong tính tiếp mày ơi. Rồi xong rồi bên kia Mai Cơ tên gì ông gì? Ông gì quên, ông gì mà mới đóng chung với ông gì quên rồi. Mike Tyson. Ừ, ông Mike Tyson tiếp. Còn không thì muốn chơi gốc Á tao đưa cho mày cung lê. Cung lê. Muốn chọn nào? Mỹ nợ công cao nhất thế giới. Nói phủ là nợ như chúa chỏm, đam câu này sao gì? Bình thường thôi. Mượn tiền ăn xài hay làm gì căn? Đó, vậy nhờ bẩm tôi cho ông coi nợ công rồi đó. Nợ công Mỹ đang nợ nước ngoài cộng lên hết đóng nó đi cho nó thiệt, cộng hết đóng bẩm tôi gửi khoảng chừng 5,000 tỷ. Rồi mà bây giờ á, cái nợ công của Mỹ là nhiêu? Cái nợ công của Mỹ là khoảng 30,000 tỷ, với 25,000 tỷ là còn lại cho ông ma mượn mà. Ủa cho ông ma mượn mà, ông ma nó mượn mình lấy tiền nó mình xài luôn đâu sao đâu, cho người mượn mới sợ. Chỗ đó ai hiểu hiểu nha, không hiểu ráng hiểu nha. Thí dụ giờ năm kia sồn sồn trả đây mày, mấy ông ma biến, đúng không? Vậy thì bây giờ cái vấn đề nợ công Mỹ giống như cổ đông thôi, mà con ma nó đang chiếm là nhiều. 25,000 nhiều lắm mày. 25 chia 30. Đồ, 25 chia 30 ra nhiêu trời? Khoảng 80% đó đúng không? Hơn 80% luôn. Đó, khoảng 80%. Thì ông kia cầm 20% ý kiến còi gì cho là cả thế giới luôn á. Vậy thôi, nhẹ nhàng tình cảm, đã mập tiếp ba. Ở mấy nước giàu thì mình muốn khởi nghiệp và thành công thì khó hơn nước mình phải không anh? Ở đâu đâu có khó riêng em. Ở mình cũng có cái khó nữa. Mà bên nước ngoài nó cũng có cái khó nữa. À, chiều em mới đọc một bài chuyên gia hướng đầu tư 1,5 tỷ nên chọn giữa thuê đất và xây trọ cho thuê mà cấn lắm anh. Tao thấy cũng cấn nữa, cấn một đùm luôn em. 1,5 tỷ làm ăn đường khí khô gì mà đầu tư thuê đất chứ cho thuê trọ đâu gỡ ớn sườn vậy. 1,5 tỷ nó bự lắm hả em? 1,5 tỷ anh không biết nha, chứ 1,5 tỷ đồng mà làm mấy chuyện này theo anh cũng hơi tập tạ rồi đó. 1,5 tỷ này anh nói chuyện chỗ đó là bảo đảm người nước ngoài học tiếng Việt không hiểu luôn em, đúng không? Nhưng mà tụi em hiểu đúng không? Anh nói làm cái chuyện này cũng hơi tập tạ rồi đó. What did you say? What cái gì mà có quay lip tin nữa? What cái gì mà tự nhiên gì mà có cái gì mà có investment rồi mà nhé, quay gì quay lip tin là cái gì? Không hiểu. Nhưng mà mấy em hiểu đúng không? Là vỡ nợ đó anh, chưa vỡ mà mấy em la cái gì đùm. Dự trữ của Lào còn chơi được 1 tháng 2 tháng nữa mấy em. Dịch vụ Việt Nam muốn phát triển như Thái Lan thì phải mở dịch vụ đêm thôi, tào lao quá ông ơi. Ông biết thua Thái Lan bao nhiêu điểm không? Đêm khí khô, đêm ra Đà Nẵng đi 3 tới 3 sáng ai cản đầu không? Ông không có biết gì á, cái bản chất nó nhiều nằm ở nhiều vấn đề. Ông chặt chém nè, có không? Ông chặt chém như quỷ á. Xong rồi người ta phốt lên phát một á thì riết là ai muốn nói nữa. Ngay cả gọi là gì? Đồng bào mà còn chém nữa thì thằng du khách ông chém còn máu nữa. Tôi nói ông nhiều lần, nhiều khi tôi nói thiệt á, tôi nhiều khi tôi đi nhiều mà. Nhưng mà tôi không có thích mà nói chuyện cái kiểu mà gọi là này nọ kia. Nhưng mà vấn đề nhiều khi á, tôi đi gặp taxi á, tức là hai người taxi chém gió nhau kể tao mới luộc bà kia. Cái cuốc đó vứt tròn triệu. Nó Việt Kiều Mỹ mà mày nọ kia, đi nó chém ác lắm. Ủa xin lỗi nha, Việt Kiều Mỹ nói tiếng Việt á. Ông chém người ta kiểu đó. Và tiếng xấu đồn xa. Tức là cái cách làm dịch vụ nó không có ngay thẳng. Cái đó là cái vấn đề người ta quê nhất. Với một lần á, đi du lịch á, tới sân bay hay quạo rồi. Mấy cái đó ông nói. Rồi chạy xe ngoài đường cũng quạo luôn. Mấy cái điểm đó mới là điểm quan trọng. Thí dụ như giờ ông đi tour miền Tây, từ Sài Gòn ông chạy về miền Tây phát một thả quốc lộ 1 rồi thôi. Đăng ký lộn tour hả ta? Má gì đi về miền Tây tát cá bóng đâu này nọ kia. Má giờ mệt quá tát hết nổi đi ngủ luôn. Mấy cái vấn đề đó thì mày không nói. Mà mày nói về vải dịch vụ đêm. Mấy cái đó mới là mấy cái cốt lõi. Còn cái dịch vụ đêm sáng ban ngày chuyện nhỏ. Cái đó là option. Ok. Tôi nghĩ Việt Nam phát quy định theo lịch nghỉ dưỡng, cảnh đẹp, tắm biển thì rất thích hợp. À, phát triển công nghiệp, du lịch còn phát xa nước Singapore, Thái Lan.
Nói chung mà nghỉ dưỡng thì đương nhiên cũng có rồi, thiếu nghỉ dưỡng đâu mày. Nhưng mà vấn đề giờ tay ba lô qua nó không có tiền nghỉ dưỡng mày ơi. Vẫn có. Mà nói giờ nè, mình là nước nghèo thì đương nhiên khách nghèo nó tới, chuyện đó rõ ràng khỏi bàn cãi. Thì nó vòng vòng trong đó đó. Các bạn muốn khách giàu nó tới, nó cũng khó tới nữa. Nó tới nhưng mà nó chơi cái gì, nó ngộ ngộ lắm. Nó tới thì nó muốn đi mấy thằng giàu chứ thường thường nó thích tìm về natural mấy em. Đi thiên nhiên đồ, ra con đảo đồ thì ok. Mà giờ ra con đảo mày cho ngồi lên máy bay phát một bảo đảm tim rớt ra ngoài. Cái này thằng nào đi con đảo rồi mới biết nha, chứ thằng nào chưa đi chưa biết. Tại vì cái sân bay con đảo là sân bay từ rất là xưa rồi. Các bạn sẽ ngồi máy bay cánh quạt nhỏ xíu à, như xe bus vậy đó. Mà nó lên nó lắc bạc 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 đồ rồi xong rồi mỗi lần nó lúc mà nó land off thì đỡ mà nha. Nhưng mà nó hạ cánh là kêu là gì ta? Land on hả? Hay landing? À lúc mà nó landing một phát một á. Trải nghiệm cảm giác mới. Nên cái sân bay đó chuẩn bị nâng cấp, thì mới cho sân bay lớn, máy bay lớn nó bay vô được. Nên nói chung là Côn Đảo tệ nhất là cái airport. Còn nếu mà đi tàu cao tốc 6 tiếng tới, chưa kể say sóng. Nè. Còn ví dụ giờ bạn kêu đi lên là đâu nghỉ dưỡng. Đi chạy Nha Trang nghỉ dưỡng biết nghỉ cái gì nữa. Ra đó toàn là địch xô bồ không à, ồn ào không chết. Thiên chị cũng nói nhưng mà chỗ đi tour rồi đi phượt rồi tùm lum hết mày ơi. Ra bãi biển tắm chung với rác với biển chai. Nói chung á, bạn muốn tắm á thì bạn phải đi vô resort. Bạn phải đi vô resort chứ bạn đi ra ngoài là bạn không có kiến thức gian lắc rồi. Mấy ông Việt Kiều cứ chơi Việt Nam nghèo, cứ lo chuyện bất động sản ở Việt Nam để so sánh với Mẻo. Nhưng tôi thấy 99% tài sản Mẻo đều rơi vào tay tài phiệt. Còn mức sống ở Việt Nam đồng đều, không ai quá giàu nhưng cũng ai không ai khốn cùng. Nói chung là đó, cái đó là tụi em chuẩn bị con đường du học chưa tốt đâu. Nhưng mà như vậy thì nói chung là bây giờ là mình không chọn được đường tốt nhất thì mình chọn cái mà gọi là mình chơi thế nào cho nó tốt thôi đúng không? Nói chung á, mấy em muốn biết kiến thức về Mẻo á thì tụi em phải coi livestream có nhiều vô mới biết được. Mà livestream anh nó là sự thật chứ nó không có xào xạo như mấy thằng kia. Thí dụ như mấy em coi mấy thằng mà cuộc sống Mẻo một cái nó vẽ bức tranh màu hồng đẹp lắm nha. Nó làm YouTube mà. Nó vẽ bức tranh màu hồng nụ kinh luôn á, vô hồng hồng lè luôn. Đi ăn rồi đi chơi tốt luôn. Nó như thiên đường vậy đó mấy em. Còn giờ tụi em vẽ lộ trình Mẻo phải vẽ cho đàng hoàng, vẽ giữa chừng đứt gánh công tốn tiền mấy em. Thứ nhất mày đi học xong mày đi làm gì nữa? Cái đó có hỏi chưa, cái đó có tính đầu chưa? Không, em xác định là xác định cái cuộc đời của em luôn á. Chứ phải em xác định là xác định 4 năm du học. Điều kiện du học Mẻo là gì? Rồi sau đó là du học Mẻo như thế nào đó. Tiền bạc ra làm thao, kiếm tiền bằng cách nào để duy trì cái sự du học đó. Học xong rồi tốt nghiệp rồi làm cái gì nữa? Rồi cha mẹ có đủ kinh phí cho tụi bay đi học hết cái university hay không nữa? Chứ hay là học được 2 năm rồi gãy gánh rồi từ lưa luôn mấy em. Còn 2K4 sao là trễ rồi. Nói chung mà đi khoảng chừng 15 tuổi á. Thời đó là thời đẹp nhất. 15, 16. Thời đó đủ chín rồi mấy em. Thời đó là thời đủ sống mà không bị ta dụ rồi đó. Thí dụ như gặp thằng nào ông hiếp biết đường năn nỉ nó xong báo công an. Em có một nhỏ bạn đi học Mỹ năm 20 tuổi đi hơn 4 năm mà nó nói còn học thêm nữa. Chắc nó 4 năm qua bệnh 2 năm nó học tiếng mày. 2 năm học tiếng còn 4 năm giờ nó học thiệt. Dịch vụ vận tải đóng mấy tàu chở hàng dài hơn lanh mạc cho nó ngạo nghễ luôn bảo sao đóng nổi mày. Nên việc lê phải hỏi cho nó rõ ràng nghe không, chứ gọi là cái chặng đường đi Mẻo này nó cũng khá là rất trắc trở đóng đùa đâu. Ở đâu nó học trường gì nó làm cái gì đồ, du học ai cho lính có em, trong trường hợp mà Mỹ nó cần vận động á có mà. Thí dụ như giờ Mỹ cảm thấy tình hình Ukraine Mỹ cần lụm đi là Mỹ tuyển lính luôn, tức là lúc đó là cái yêu cầu lính nó sẽ được open ra một tí, nó mở ra rộng thêm một tí. Tất nhiên trong giai đoạn thôi. Lúc đó tài trần được quy động vô lực lượng chính quy Mỹ phải không anh? Ai biết nó mẹ nó tin theo nguyện vọng nữa chứ đâu phải là quy động quy điếc gì. Ở bên Mỹ lính nó là như nguyện vọng á. Nó đi 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 thôi à. Thằng này thả pháo láo nữa, Đà Lạt kiểu như thời tiết lạnh quá, nhiều điểm sống ảo tự nhiên, cà phê sống ảo mà gia đình thích ảo làm gì kệ nó đó. Với con mắt của mỹ nữ của anh thì Dương Tổ Hiền với Trương Mạn Ngọc ai bén hơn? Không, nhiều khi anh nhiều lắm em, mấy nhỏ đó không đâu, Trương Mẫn đồ. Rồi con nhỏ nào đóng vai trong phim Lý Tầm Quang quên bả rồi nè, nhiều lắm. Nói chung mà vàng Hồng Kông mà hồi chừng 80s 90s là anh quốc hết luôn em. Tức là anh idol hết luôn á. Chỉ có con nhỏ nào đóng chung với Châu Tinh Trì, nhỏ Lanh Chanh không thích thôi. Nhỏ nó đóng vai miệng Lanh Chanh quá. Nó gọi gì nhỏ gì Lâm Thanh Hà cũng đẹp mà em. Mà không Ôn Bính Hà không nha. Ôn Bính Hà lúc trước anh rất thích nhưng mà từ khi anh coi đúng cái phim kia anh hết thích. Cái phim gì mà đóng như Nhậm Đạt Hoa hay gì á,
tự nhiên phim nó làm anh sụp thần tượng sụp đổ mà. Em thấy tụi giới trẻ bây giờ suốt ngày Đà Lạt có ghi là Dallas, tụi nó tưởng như vậy là sang hơn, nhưng em thấy phèn bỏ mẹ. Dallas là của bang Texas mẻo liên quan tới Đà Lạt của mình. Thì ai biết tụi trẻ mà nó đú Mỹ mà mày ơi. Thì mày thấy được cái sự đú Mỹ nó nằm ở trong suy nghĩ của từng tụi trẻ rồi đó. Mày đâu cản được nó. Mà bây giờ cho đi Dallas thiệt có thiệt má, tối đó khỏi ngủ luôn con. Mày sẽ chửi đó, mày ngu quá, Dallas có đâu đi. Đi Đà Lạt sướng hơn, nhưng mà thực tế nó không như vậy. Tức là thí dụ như bây giờ hai đứa nhỏ đó mày nói ngày mai dẫn con đi qua Dallas của Mỹ, rồi tối ra nó khỏi ngủ luôn. Nó chờ tới ngày mai cái đồng hồ. Trời lẹ lẹ đi. Thôi giờ ra sân bay được chưa mẹ? Bồn chờ ngủ không được. Mình ra sân bay đi để có gì mình làm hồ sơ, thủ tục có gì nó trễ rồi mình còn đi được. Lên máy bay nó cũng dám ngủ luôn, lần đầu tiên được lên International Airport. Mà được lên cái airplane mà gọi là Around the World nữa. Quá sao cái máy bay nó bự dữ mẹ, máy bay trời ơi sao tiếp viên nó chuyện nước ngoài không trời đã chứ không hiểu mẹ ơi. Giá trị hai nơi rất là khác nhau. Mẹ dịch thấy mồ luôn. Nên gọi là Lý Châu có đi ngược lại gì, như gọi là gì ta. Một cái sự thật khách quan nó sẽ tồn tại khách quan trên một ý chí chủ quan. Cái của Lý Châu là chủ quan. Còn cái khách quan là nước chảy về chỗ trũng, đất lầm chim đậu mà đất không lầm đất nhậu luôn chim. Thì con chim nó sợ bị nhậu nó sẽ về nơi đất lầm mà nước chảy chỗ trũng. Có bạn nhân viên cực giỏi về công ty cũ mức lương cực cao và nói tôi thuộc về nơi này sẽ giúp công ty phát triển, nhưng sau một năm công ty bết bát. Bạn ấy nói nằng nặc đòi rời đi. Thì đó, nghe tao nói thuyền đắm là thuyền nhân nhảy chạy bỏ chạy hết. Tao nói gọi là gì, have money, have honey. Thầy nói lại thầy. Have money, have honey. Honey. Ok. No money thì no honey luôn. Ủa tao nói đúng mà. Không biết bạn Nguyễn Đào có ăn học không, nói chuyện sao mà vô học dưới người bạn. Để hình con nít đồ đàn bà nữa, nói chuyện kiểu này tôi chịu bạn luôn rồi đó. Thôi đừng vậy nha. Bạn sẽ lạc lõng giữa thế giới văn minh lắm. Anh Duy hay nói dân trí Mỹ cao mà có tiền uống xích tập gym chích thêm teroi cho độc tử thấp hay cao. Nói chung á thì nó chích teroi cho độc tử, nhưng mà tao nói mày nghe nè, nó chích nó cũng có một heo kha nó đi theo nữa mà. Nói chung á hàng nào cũng chích thôi, nhưng mà tụi nó chích ít ga đồ nó còn riêu, đúng không? Còn mấy anh kia nó chích tùm lum tùm la hết, có riêu mà có không riêu mà có thất bạc ti nữa, mà chưa kể là nghe chuyên gia làng nữa. Còn cái chuyện mà con người ta vẫn không qua được cái sân si và cái hơn thua. Bây giờ mày không lụi sao mày bự bằng nó? Mà mày đi thi mà tao đâu cần trình độ, đâu cần độ bự mà. Vậy thôi. Thì cái đó là cái con đường tao đánh đổi kệ ta. Ok. Nó ít ra nó còn có mục tiêu là nó lụi để nó làm gì? Nó đụi để nó lên Olympia. Còn kia lụi, ông mà chưa biết cái giải ao làng nó chơi nổi hay không nữa chứ đừng có nói. Để hơn thua thôi. Vậy thôi à. Quan trọng là thằng thầy mình làng nào. Quan trọng mục tiêu của họ là cái gì và họ chấp nhận đánh đổi và chơi thế thôi. Còn trong thí dụ như á, em cầm 13 lá bài em tốt, em đi cốc cũng được, sảnh được, sám chi cũng được, tứ quý ba không có đủ, còn thằng kia bài toàn rác không à, mà giải đánh kiểu gì, đúng không? Nhiều khi người ta giấc mơ con đè nát cuộc đời con, bây giờ kèm em lụi đi rồi đánh đổi đi, heo lụi cái gì xong rồi thi thố đồ xong rồi lấy hình ảnh nó làm bi tí. Thì đó là suy nghĩ của họ và họ chấp nhận suy nghĩ của họ thì kệ họ. Còn bạn chơi thì chơi thôi, tôi không chơi với mọi hình thức đó thôi à. Còn thằng đệ tử tôi, thằng gà nào của tôi chơi tôi kích ao mày luôn. Kích luôn rồi. Kích chứ. Tưởng là do him body hit choi, hit body hit choi. Không, bộ choi mà ra cho khác choi. Còn mày vô trong BBT building á, tao vô TH là chim thấy là do my rule. Mày lụi bấy bá rồi xong rồi lên mạng nổ ăn mì gói tập gym mà cho chết danh của thầy nữa luôn à. Nói chung dài dòng quá em, quan điểm là giờ xã hội giờ có tiền là ta chơi organic. Mày nghèo mày ăn gà $2, tao giàu tao ăn gà organic. Đúng không? Em hiểu cái gì organic không mà giờ biết roi là gì không? Nó một cái thái cực, nó xa lắc xa lơ rồi, nó không hướng về sự natural. Vậy thôi à, đừng có vũ. Thằng này vũ tao thằng này chắc có bán mày mới. Thằng Tài Trần Nghi hôm nay tiếp cận anh ghê quá, mà là tuần hàng không mày? General là tướng hả? Ồ, tướng anh không biết tướng nào luôn nha. Không bàn tướng, anh bàn tổng chỉ huy không à. Vụ tay chích thuốc hơn thua đánh đổi tiền danh vọng của những bạn trẻ thế giới thứ ba biết chỉ giới đó. Thôi kệ tao đi mày ơi, mày cứ lôi vô hoài à, chơi roi vô là mày không cấm như điền kinh tách bóc phải là fail phải không anh? Bị bắt thì fail, còn không bị bắt thì được luôn. Cái vụ biết nhỏ 15 tuổi người Nga chưa? Chấn động luôn á. Nga là bị cấm Olympic là cái vụ roi đó.
tại sao trong giới gym ai cũng tiêm steroid, duyên anh Duy khác biệt mà tụi nó để không chơi xấu hay cá biệt anh sao anh? Mày có bị thần dây thần kinh hỏi mày bữa nay mày nhảy lộn tần số không mày? Thứ nhất mày dám nói trong gym ai cũng chơi steroid là mày thấy bố lão rồi. Rồi cái thứ hai là gì, riêng anh Duy khác biệt mà tụi nó để không chơi xấu hay cá biệt sao anh? Ủa tao sống trên đời tao đã chọc ghẹo ai đâu chơi xấu mày? Chuyện ai nấy làm, chuyện tao làm, mày có một trẻ trâu như mày người ta mới chơi xấu nha. Đâu sập sập rồi. Mày quan trọng mày sống làm sao? Mày sống mày không qua được chứ tham sân si. Mày cái tối ngày mày lên mạng mày khịa hết vô ren mày qua mày khịa tới Nga. Cái cuộc đời mày đi được nước nào trong hai nước đó chưa? Mày chụp mũ á là trong giới gym ai cũng chơi tero là thiết mày sờ tu bi rồi đó. Anh mặc dù anh là streamer rất là bình tĩnh và rất là điềm tĩnh, nhưng mà anh không chấp nhận được câu nói của em, ok?